Chào các bạn quay trở lại kênh Handmade VN. Mình chúc bạn và gia đình thật nhiều sức khỏe và an lành. Buổi sáng, cứ sử dụng củ sả nấu cùng với thứ này sẽ sống lâu cả trăm tuổi, bổ hơn cả trăm triệu tiền thuốc. Từ lâu, củ sả không chỉ là một trong những gia vị quen thuộc giúp tăng hương vị của món ăn, mà còn được rất nhiều các gia đình yêu thích sử dụng như một loại trà. Nhưng ít người biết rằng củ sả cũng là một trong những loại thảo dược tốt, mang đến nhiều tác dụng với sức khỏe mà chúng ta không ngờ tới. Vậy củ sả có những tác dụng gì và cách sử dụng của nó ra sao để bổ hơn cả trăm triệu tiền thuốc mà ai cũng cần biết? Mời các bạn cùng Handmade VN tìm hiểu trong video ngày hôm nay và cách làm thức uống tốt cho sức khỏe này nhé. Thành phần đầu tiên cho công thức ngày hôm nay đó chính là sả. Các bạn sẽ cần sử dụng 3 củ sả như thế này. Về già thì chức năng tiêu hóa của bạn ngày càng trở nên kém hơn. Chính vì vậy mà việc sử dụng loại trà này thường xuyên sẽ giúp cho hệ tiêu hóa của bạn được tốt hơn. Tác dụng đầu tiên mình muốn kể đến ở đây đó chính là khả năng ngăn ngừa đầy hơi. Với tinh dầu có mùi thơm, vị cay, tính ấm, sả được xếp vào nhóm thuốc hành khí của y học cổ truyền, điều trị các chứng nê trệ đầy hơi của đường tiêu hóa. Hơn nữa thì các món trà được làm từ cây sả và tinh dầu sả còn có tác dụng hỗ trợ hệ tiêu hóa kém, ăn chậm tiêu, đầy bụng, buồn nôn, nôn mửa, đau dạ dày, co thắt ruột, tiêu chảy hay kích thích trung tiện. Và đây cũng là một trong những thực phẩm giúp bạn hỗ trợ ngăn ngừa ung thư. Các nghiên cứu cho rằng hợp chất citral trong cây sả có khả năng giúp tiêu diệt các tế bào ung thư và không làm tổn hại đến các tế bào khỏe mạnh khác. Các chuyên gia cũng khuyến khích chúng ta nên cho sả vào thức ăn hoặc giã sả vắt làm nước uống thay cho trà. Ngoài ra thì một số nghiên cứu khác cũng cho thấy rằng sả có chứa beta-carotene là một loại chất chống oxy hóa có thể giúp cơ thể ngăn ngừa ung thư. Và thức uống này còn giúp cho bạn giảm đau một cách hiệu quả. Chất citral có trong tinh dầu sả có thể giúp bạn giảm đau vì nó làm giảm viêm. Theo một nghiên cứu vào năm 2017, những người bị viêm khớp dạng thấp khi sử dụng dầu sả bôi tại chỗ sẽ làm giảm cơn đau do viêm khớp của họ. Trung bình mức độ đau sẽ giảm dần từ 80 đến 50% trong vòng 30 ngày. Và tinh dầu sả được sử dụng làm hương liệu trị đau nhức cơ, đau khớp khi sử dụng trong các loại đèn sông tinh dầu. Một số người còn thoa trực tiếp sả hay tinh dầu sả lên vùng da bị đau để trị chứng đau đầu, đau dạ dày, đau bụng hay đau cơ bắp. Và đây cũng là một trong những loại thảo dược giúp cho bạn giải độc rất hiệu quả. Cây sả có khả năng giúp cơ thể loại bỏ axit uric và các chất độc hại khác. Chính vì vậy mà việc thêm sả vào chế độ ăn uống có thể đem lại các tác dụng giải độc gan, hệ tiêu hóa, tuyến tụy, thận, bàng quang. Đồng thời thì sả cũng có tác dụng thanh lọc cơ thể bằng cách tăng cường số lượng và tần suất đi tiểu. Uống nước sả có thể giúp cho bạn giải độc rượu rất nhanh. Những người say rượu nặng khi uống nước sả vào sẽ nhanh chóng tỉnh táo, đỡ mệt mỏi, nhức đầu. Cách đơn giản là bạn cũng có thể lấy một vài củ sả giã nát, nấu cùng với nước nọc, sau đó gạn lấy một chén nước và uống sẽ giúp giải rượu rất nhanh. Và đây cũng là một trong những loại thảo dược giúp bạn hạ huyết áp. Cây sả có tác dụng với huyết áp như thế nào? Chắc chắn là có rồi. Theo các chuyên gia về sức khỏe thì nếu đang gặp tình trạng huyết áp cao, bạn nên uống một cốc nước sả để giúp làm giảm huyết áp. Vì trong sả có tinh chất hỗ trợ quá trình tuần hoàn máu, lợi tiểu và tốt cho những người đang mắc các vấn đề về huyết áp. Và đây là toàn bộ phần sả mình có, mình sẽ để sang một bên nhé. Tiếp nữa thì mình sẽ cần chuẩn bị thêm gừng. Gừng khi được kết hợp cùng sả sẽ tạo ra một ly nước rất tuyệt vời cho sức khỏe. Nó được biết đến với đặc tính kháng viêm. Một nghiên cứu được công bố vào năm 2010 cho thấy chiết xuất gừng chính là phương pháp điều trị các bệnh viêm nhiễm vô cùng hiệu quả. Các nhà nghiên cứu khẳng định các chất chống oxy hóa mạnh mẽ có trong gừng giúp làm giảm sự căng thẳng. Một nghiên cứu tương tự được công bố năm 2010 cho thấy gừng chính là một liệu pháp để điều trị bệnh viêm ruột vì nó có khả năng ức chế quá trình sản sinh leukocyte, một tế bào bạch cầu từ đường ruột bị viêm nhiễm, và nó còn có tác dụng làm giảm cholesterol và ngăn ngừa tiểu đường. Một nghiên cứu được thực hiện ở bệnh nhân bị cholesterol cao trong máu khi sử dụng gừng tươi cho kết quả tương đối tốt. Bệnh nhân có nồng độ cholesterol giảm rõ rệt ở trong máu. Bên cạnh đó thì lượng đường trong máu cũng được kiểm soát. Với hai tác dụng đồng thời như thế này thì việc các bạn sử dụng gừng tươi mỗi ngày là một biện pháp giúp bạn ngăn ngừa các bệnh lý vô cùng nguy hiểm và phổ biến ngày nay như là tiểu đường, cao huyết áp hay béo phì.
Và đây là toàn bộ phần gừng mình có, mình sẽ để sang một bên nhé. Bây giờ thì mình sẽ cho toàn bộ phần sả và gừng vào nồi, thêm vào đó là 500ml nước. Đặt lên bếp và đun 10 phút tính từ lúc nước sôi. Nếu các bạn thấy video này hữu ích, hãy chia sẻ nó tới người thân, bạn bè để cùng nhau chăm sóc sức khỏe cho cả gia đình nhé. Trong lúc chờ đợi phần trà này được, mình sẽ đi chuẩn bị thêm một nguyên liệu nữa. Với các món trà thì thêm chanh chính là một vị giúp cho món trà của bạn trở nên ngon hơn. Không những làm cho món trà được ngon hơn mà chanh còn có rất nhiều các tác dụng tốt cho sức khỏe. Chanh có chứa nhiều chất dinh dưỡng, chúng có thể giúp bạn tăng cường khả năng miễn dịch, giảm nguy cơ mắc các bệnh lý về tim mạch, ngăn ngừa sỏi thận, hỗ trợ hấp thu sắt và thúc đẩy sức khỏe của làn da. Nó được biết đến với tác dụng chống oxy hóa và giảm viêm. Do trong chanh có chứa các hoạt chất có khả năng chống oxy hóa bao gồm flavonoid, limonoid, camphoron, quercetin hay acid ascorbic v.v. Các gốc tự do là tác nhân làm hỏng các tế bào khỏe mạnh của cơ thể. Khi tế bào bị tấn công thì nguy cơ mắc các bệnh mãn tính chẳng hạn như là bệnh tim, đái tháo đường và nhiều loại ung thư. Chất chống oxy hóa là những hợp chất rất quan trọng giúp bảo vệ các tế bào khỏi các gốc tự do tấn công. Và đây cũng là loại quả giúp cho bạn bảo vệ được tim mạch. Bảo vệ tim mạch là một trong những tác dụng rất lớn của chanh. Một nghiên cứu được dẫn đầu bởi tiến sĩ Frank Hook, giáo sư y khoa tại trường y Harvard, cho thấy rằng các thực phẩm giàu vitamin C có khả năng bảo vệ chống lại bệnh tim mạch vành. Chất chống oxy hóa flavonoid có trong chanh giúp giảm mức cholesterol LDL và chất béo trung tính trong cơ thể. Nhờ vậy mà quả chanh mang lại một lợi ích rất lớn cho sức khỏe của tim mạch. Và đây là toàn bộ phần nước cốt chanh mình có, mình sẽ để sang một bên nhé. Bây giờ các bạn hãy tắt bếp và lọc trà để sử dụng. Nên để thức uống này nguội bớt tới 60 độ thì chúng ta sẽ cho nước cốt chanh vào như thế này. Các bạn cũng có thể thêm vào 1-2 thìa mật ong nếu như thích uống ngọt. Còn nếu không thì hãy sử dụng tươi như thế này. Thức uống này rất hữu ích giúp cho bạn ngăn ngừa được sỏi thận. Bạn biết không, sỏi thận được hình thành khi nước tiểu bị cô đặc hoặc là hàm lượng các chất khoáng chẳng hạn như canxi trong nước tiểu quá cao. Nghiên cứu cho thấy việc sử dụng thức uống này thường xuyên có thể ngăn ngừa sỏi thận bằng cách tăng lượng citric trong nước tiểu với acid citric có trong nước chanh. Một nghiên cứu khác cũng đã chỉ ra rằng việc bạn sử dụng loại trà này thường xuyên ở bệnh nhân sỏi thận trong quá trình điều trị có thể làm giảm tỷ lệ hình thành sỏi. Mỗi tuần thì các bạn nên sử dụng từ 2 đến 3 ly trà như thế này, nó rất có lợi cho sức khỏe của bạn. Và trà này thì các bạn nên uống vào buổi sáng hoặc buổi trưa là tốt nhất. Bạn có thường hay sử dụng loại trà này hay không? Và bạn hay sử dụng nó theo cách như thế nào? Hãy chia sẻ cách mà bạn thường làm ở phía dưới phần bình luận để mọi người cùng được biết nhé. Nếu các bạn thích cách làm này, đừng quên bấm vào nút like, nút đăng ký và bấm vào quả chuông để nhận các thông báo mới nhất về video của mình. Nếu bạn thích cách làm này, bạn cũng có thể gửi tặng ekip thực hiện một ly cà phê bằng nút Super 10 hình trái tim ngay bên dưới màn hình. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu về già ăn một củ hành tây mỗi ngày? Hành tây từ xa xưa đã được coi là một trong những loại thuốc cực kỳ tuyệt vời được sử dụng rộng rãi trong đời sống lẫn y học cổ truyền. Các chuyên gia dinh dưỡng đánh giá hành tây là một loại thực phẩm vàng bởi nó có chứa rất nhiều các lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, nếu sử dụng hành tây mà chỉ biết đến mỗi công dụng chữa trị ho thôi thì thật là lãng phí. Bài thuốc dưới đây sẽ chia sẻ tới các bạn những lợi ích rất tuyệt vời từ hành tây mà nó có thể đem lại được cho chúng ta. Và ngay sau đây, hãy cùng với Handmade VN tìm hiểu nội dung này nhé. Với công thức này, các bạn sẽ cần chuẩn bị 2 củ hành tây như thế này. Hành tây tím có chứa nhiều ứng dụng y học có giá trị vô cùng lớn với sức khỏe do chúng có chứa rất nhiều các chất dinh dưỡng, vitamin, khoáng chất và các hợp chất hữu cơ bao gồm như các hợp chất lưu huỳnh và quercetin. Hành tây cũng có chứa các thành phần khoáng chất chẳng hạn như canxi, magie, natri, kali, selen, phosphor và là một nguồn cung cấp vitamin C cũng như vitamin B6 và chất xơ cực kỳ tốt cho sức khỏe. Hành tây được đánh giá cao do nó có khả năng làm bạn tăng cường hệ miễn dịch. Các chất phytochemical có hàm lượng đáng kể trong củ hành là chất kích thích cơ thể hấp thụ vitamin C được tốt hơn. Nhờ vậy mà hệ miễn dịch của bạn sẽ được tăng cường khi bạn ăn hành.
Bạn có thể sẽ rất bất ngờ, nhưng sự thật là những chất trong hành có thể giúp bạn thúc đẩy được hệ miễn dịch hoạt động hiệu quả hơn, chống lại các độc tố và các tác nhân ngoại lai khác nhau có thể dẫn đến bệnh tật. Bây giờ các bạn hãy đem rửa sạch phần hành tây này, bóc phần vỏ của hành tây như thế này. Phần vỏ này các bạn hãy để lại và cũng đừng vứt đi nhé. Nó sẽ giúp ích rất nhiều cho huyết áp, là một trong những bài thuốc được các bác sĩ chia sẻ tới các bệnh nhân cao huyết áp, tim mạch, và nó cũng là một thành phần rất quan trọng trong các bài thuốc giúp bạn ngăn ngừa đột quỵ. Hành tây là một thực phẩm giúp cho bạn điều trị các bệnh lý về tim mạch. Nó tương tự như thuốc chống đông máu, còn được gọi là chất làm loãng máu, giúp ngăn ngừa các tế bào hồng cầu hình thành cụm. Những khối và cục máu đông này có thể dẫn đến các dạng rối loạn tim mạch hoặc các bệnh lý về tim mạch. Không những vậy, đây còn là một ứng cử viên cho việc kiểm soát bệnh tiểu đường. Do trong hành tây có chứa chrome, là một loại khoáng chất tương đối khó tìm trong các loại thực phẩm tự nhiên khác. Chrome giúp cơ thể của bạn kiểm soát được lượng đường ở trong máu và đảm bảo sự phóng thích gluco chậm dần đến cơ và các tế bào trong cơ thể. Do đó mà khi các bạn ăn hành tây mỗi ngày, nó có thể giúp bạn điều chỉnh được lượng đường ở trong máu. Điều này rất quan trọng đối với các bệnh nhân tiểu đường. Và hành tây được biết đến với tác dụng đó là ngăn ngừa mắc bệnh ung thư. Trong củ hành khá giàu các hợp chất có tác dụng ngăn cản sự phát triển và lan truyền của các tế bào ung thư, chẳng hạn như quercetin là một hợp chất rất mạnh mẽ và liên quan đến việc ngăn ngừa hoặc giảm sự lây lan của ung thư. Hành tây có một lượng đáng kể quercetin. Vitamin C cũng là một trong những chất chống oxy hóa rất mạnh mẽ. Nó có thể làm giảm sự hiện diện và tác động của các gốc tự do trong cơ thể. Các gốc tự do là sản phẩm phụ hóa học của quá trình trao đổi chất tế bào, và chúng có thể khiến cho các tế bào khỏe mạnh đột biến thành các tế bào ung thư. Do đó mà bất cứ thực phẩm nào giàu chất chống oxy hóa có khả năng làm trung hòa các gốc tự do đều có lợi cho cơ thể của các bạn. Vì vậy, chúng ta hãy thường xuyên bổ sung các thực phẩm giàu các chất chống oxy hóa như thế này để ngăn ngừa khả năng bị ung thư các bạn nhé. Và đây là toàn bộ phần hành tây mình có, mình sẽ để sang một bên. Tiếp nữa mình sẽ cần chuẩn bị 200ml giấm táo như thế này. Bạn có thể sử dụng giấm táo tự làm hoặc giấm táo mua đều được. Gram đường trắng. 30g. Bây giờ các bạn sẽ cho toàn bộ nguyên liệu vào tô, sau đó trộn đều. Các bạn trộn từ 1 đến 2 phút để nguyên liệu thấm đều và quyện vào với hành tây. Sau đó cho vào một hũ thủy tinh và để trong khoảng thời gian là 24 tiếng là có thể sử dụng được. Trong lúc chờ đợi phần hành tây này được thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm trà từ vỏ hành tây nhé. Theo chuyên gia dinh dưỡng nổi tiếng Devani Shah, tác giả cuốn sách Đừng chỉ cho ăn mà hãy nuôi dưỡng con trẻ của bạn, vỏ hành tây rất tốt cho việc giảm cân vì nó chứa ít calo. Ngoài ra thì hợp chất flavonoid của hành tây giúp kiểm soát cholesterol, ngăn ngừa nguy cơ bệnh lý về tim mạch, cũng như giúp bạn cải thiện được thị lực, kháng viêm và tăng cường hệ miễn dịch. Trong vỏ hành tây chứa đa dạng các loại vitamin, chẳng hạn như vitamin C, vitamin A, vitamin E, đều là các chất góp phần làm tăng cường hệ miễn dịch, tránh nguy cơ nhiễm trùng và giúp tăng cường thị lực rất hiệu quả. Ngoài ra thì việc bạn tiêu thụ vỏ hành tây dưới dạng trà như thế này thường xuyên
có thể làm giảm khả năng hấp thụ và chuyển hóa gluco và insulin của cơ thể. Do đó mà loại trà này là một trong các ứng cử viên rất nặng ký cho bệnh tiểu đường loại 2. Bác sĩ nội khoa da liễu Mamina Tuganon tại phòng mạch da liễu Savona của Mỹ cho biết vỏ hành tây rất giàu chất chống oxy hóa là flavonoid. Chúng có vai trò rất quan trọng trong việc bảo vệ tế bào da được khỏe mạnh và làm chậm quá trình lão hóa da. Bây giờ hãy cho toàn bộ phần vỏ hành tây vào một cái ly, thêm vào đó là 300ml nước 80 độ. Khi pha trà, các bạn hãy sử dụng nước 80 độ, pha thì trà sẽ không bị đắng gắt và uống sẽ có vị thơm và ngon hơn rất nhiều. Các bạn hãy thử làm như vậy nhé. Ủ trà trong khoảng thời gian 10 phút là có thể sử dụng được. Sau khi đã ủ được 10 phút như thế này rồi, các bạn hãy bỏ bớt phần bã của vỏ hành tây ra nhé. Trà uống có vị nhẹ nhàng, thơm và rất dễ chịu. Mỗi một tuần các bạn nên sử dụng từ 3 đến 4 ly trà như thế này. Nó có tác dụng cực kỳ hiệu quả và nó sẽ giúp cho cơ thể của bạn được tái tạo ngay sau khi sử dụng. Bạn sẽ thấy cơ thể của mình khỏe mạnh hơn, da dẻ hồng hào và mịn màng hơn rất nhiều. Và bây giờ phần hành tây của mình sau khi để được 24 giờ như thế này rồi, nó đã rất là thấm gia vị và chúng ta có thể thưởng thức được rồi. Món ăn này các bạn hãy ăn kèm với cơm, bánh mì hoặc là trộn cùng salad đều rất ngon. Bạn có thường hay sử dụng hành tây hay không? Và bạn thường sử dụng hành tây theo cách như thế nào? Hãy chia sẻ cách mà bạn thường làm ở phía cuối của video này để mọi người cùng được biết nhé. Handmade VN nhận được rất nhiều lời đề nghị hướng dẫn làm giấm táo và video ngày hôm nay sẽ không làm mọi người chờ lâu nữa. Đó chính là một cách làm giấm táo rất đơn giản và chắc chắn là bạn sẽ thành công ngay từ lần đầu tiên. Giấm táo được làm theo cách này có mùi thơm nhẹ, vị chua rất hấp dẫn. Giấm là một chất lỏng có vị chua, thành phần gồm 4-7% axit acetic và 93-96% là nước. Được hình thành bằng công thức lên men tự nhiên, nó được sử dụng cho hàng ngàn năm để hỗ trợ cải thiện sức khỏe. Giấm táo được làm từ 3 nguyên liệu rất đơn giản mà bạn có thể làm ngay sau khi theo dõi video này. Vậy thì cách làm giấm táo này như thế nào? Nó có tác dụng gì với sức khỏe? Thì mời bạn cùng theo dõi trong video ngày hôm nay. Có rất nhiều các thông tin hữu ích về sức khỏe sẽ chia sẻ tới bạn. Và bây giờ chúng ta cùng thực hiện. Nguyên liệu đầu tiên cho công thức ngày hôm nay đó chính là táo. Trước hết các bạn hãy làm sạch phần vỏ với baking soda vì công thức này có sử dụng đến phần vỏ của nó nhé. Táo được biết đến với tác dụng đó là rất tốt cho huyết áp. Theo các nghiên cứu thì táo sẽ giúp rất nhiều cho bệnh nhân huyết áp thấp. Trong quả táo có chứa nhiều các loại vitamin, axit amin và các chất trong trái táo có chức năng trao đổi chất và làm tăng số lượng hồng cầu ở trong máu. Do đó chúng rất có lợi cho người bị huyết áp thấp. Và nó còn được biết đến với tác dụng là làm giảm nguy cơ mắc các bệnh lý về tim mạch. Vì loại trái cây này có chứa chất xơ hòa tan có thể giúp giảm mức cholesterol ở trong máu. Trong táo đỏ, đặc biệt là vỏ táo, cũng chứa một polyphenol tên là apicetin flavonoid có chức năng làm giảm huyết áp và chống oxy hóa, từ đó giúp bạn ngăn ngừa các bệnh lý về tim mạch. Một nghiên cứu khác đã so sánh tác dụng của việc ăn một quả táo mỗi ngày với việc sử dụng thuốc giảm cholesterol statin có hiệu quả ngang bằng với thuốc trong việc giảm tử vong do mắc bệnh lý về tim mạch. Và một nghiên cứu khác cũng cho thấy bạn tiêu thụ 25g táo thì nguy cơ đột quỵ sẽ giảm 9%. Đây thực sự là một con số rất tuyệt vời mà bạn nên cân nhắc để sử dụng loại quả như thế này. Và tác dụng thứ ba đó là giúp bảo vệ não bộ. Các nghiên cứu trên động vật đã cho thấy nước ép táo đậm đặc có thể giúp giảm các gốc tự do oxy hóa trong mô não, giảm thiểu sự suy giảm sức khỏe thần kinh, duy trì acetylcholine, một chất dẫn truyền thần kinh có thể suy giảm theo tuổi tác. Acetylcholine thấp có liên quan đến bệnh Alzheimer nên việc duy trì chất này là cực kỳ quan trọng. Bây giờ các bạn hãy bổ táo ra làm đôi và loại bỏ phần hạt táo, sau đó thái nhỏ nhé. Táo được biết đến với tác dụng đó là ngăn ngừa ung thư. Các nghiên cứu cũng đã chỉ ra rằng các hợp chất thực vật có trong táo có thể giúp bạn giảm nguy cơ ung thư. Và các nhà khoa học cũng cho rằng tác dụng của táo đỏ trong việc ngừa ung thư là do khả năng chống oxy hóa và chống viêm của loại quả này. Và một nghiên cứu ở phụ nữ cũng đã chỉ ra rằng việc ăn táo có thể làm giảm tỷ lệ tử vong do ung thư. Ở
Hy Lạp cổ đại thì Hippocrates, người cha của y học hiện đại, ông đã kê đơn hỗn hợp giấm táo với mật ong để điều trị cảm lạnh. Và đây là toàn bộ phần táo mình có, mình sẽ để sang một bên nhé. Tiếp theo các bạn hãy chuẩn bị thêm 40g đường. Đường sẽ là một trong những điều kiện thuận lợi giúp cho giấm được lên men dễ dàng hơn. Nếu như không thích sử dụng đường thì các bạn cũng có thể làm giấm táo theo cách mà mình đã từng chia sẻ. Nhưng với cách làm đó đòi hỏi bạn phải thật kiên trì trong khoảng thời gian hơn 30 ngày mới có được thành phẩm. Còn với cách làm như thế này các bạn chỉ cần 14 ngày là đã có được thành phẩm như mong muốn. Tiếp theo hãy chuẩn bị cho mình thêm rượu trắng, 100g rượu trắng cho công thức này. Đây là một nguyên liệu rất quan trọng giúp cho bạn thành công lên đến 98%, không lo mốc, không lo hỏng. Mình sử dụng rượu gạo que, bạn cũng có thể sử dụng bất cứ loại rượu nào mà các bạn đang có sẵn để tiện lợi nhất cho bạn nhé. Sau khi đã chuẩn bị hết tất cả các nguyên liệu như thế này, các bạn hãy chuẩn bị một cái hũ. Mình sẽ cho toàn bộ phần nguyên liệu vào hũ như thế này. Giấm táo được biết đến với tác dụng là hỗ trợ tiêu hóa. Nó còn giúp bạn làm giảm mỡ trong cơ thể và giúp bạn ngủ ngon hơn. Vì vậy mà trong công thức này mình sẽ nói thêm về công dụng của giấm táo khi được sử dụng thường xuyên có những lợi ích lớn cho sức khỏe như thế nào. Sau đó mình sẽ thêm vào đây 1,2 lít nước. Bây giờ thì thêm vào đó chính là đường phèn và rượu. Sau khi các bạn đã cho hết phần nguyên liệu vào hũ như thế này, hãy sử dụng một cái khăn xô sạch, mau một chút để đậy lên phía trên. Làm cách này thì giấm sẽ được lên men tốt hơn khi có oxy để cho các nguyên liệu dễ dàng được lên men trao đổi chất. Giấm sẽ nhanh được hình thành và đặc biệt là quá trình làm giấm có sản sinh ra những phản ứng. Chính vì vậy mà nó sẽ sản sinh ra khí CO2. Nếu như bạn đậy quá kín thì rất dễ bị bể bình. Bây giờ thì mình chỉ cần đặt ở nơi thoáng mát, tránh ánh nắng mặt trời trực tiếp. Trong thời gian 14 ngày là có thể sử dụng được. Các bạn hãy để yên trong 14 ngày không động đậy nhé. Và quên nhắc các bạn là hãy chèn một cái đĩa nhỏ ở phía trên để đảm bảo tất cả phần táo đều ngập nước. Nếu không thì miếng táo sẽ bị thâm, kém hấp dẫn. Và sau 14 ngày chờ đợi như thế này thì thành phẩm cũng đã hoàn thành. Mùi thơm nhẹ lan khắp căn bếp của mình luôn. Hôm nay thì mình sẽ lọc phần thành phẩm và hướng dẫn các bạn cách sử dụng cũng như tìm hiểu về một công dụng của giấm táo, đó là cực kỳ tốt cho bệnh tiểu đường. Nó làm giảm lượng đường ở trong máu. Một thử nghiệm lâm sàng cho thấy rằng khi bạn tiêu thụ giấm táo từ 8 đến 12 tháng, nó có thể giúp bạn hạ huyết áp cao và giúp giảm mức đường cao ở trong máu. Một đánh giá rất quan trọng của các nghiên cứu tiết lộ ra rằng khi bạn tiêu thụ giấm táo sau bữa ăn giàu carbohydrate có thể cải thiện độ nhạy insulin lên đến 34%, làm giảm lượng đường ở trong máu và insulin phản ứng. Trong một nghiên cứu nhỏ khác thì giấm táo cũng giúp làm giảm lượng đường ở trong máu 31,4% sau khi các bạn ăn 50g bánh mì trắng. Tuy nhiên nếu như bạn đang phải điều trị bệnh tiểu đường bằng thuốc thì hãy trao đổi với bác sĩ điều trị trước khi sử dụng giấm táo mỗi ngày các bạn nhé. Mỗi ngày các bạn sẽ sử dụng 5ml giấm táo. Mỗi ngày các bạn sẽ sử dụng 2 lần, mỗi lần là 5ml giấm táo hòa chung với 100ml nước và sử dụng vào bữa sáng sau khi ăn và một lần vào bữa tối sau khi ăn no. Thành phẩm rất tuyệt vời, mùi thơm nhẹ nhàng và rất dễ để sử dụng. Và bạn thấy cách làm giấm táo này có phù hợp với bạn hay không? Và bạn đã từng làm giấm táo với cách làm như thế nào rồi? Hãy chia sẻ ở phía dưới phần bình luận để mọi người cùng được biết nhé! Video ngày hôm nay chia sẻ tới bạn một bài thuốc rất quý.
Đây là một trong những phương pháp tự nhiên giúp cải thiện sức khỏe của máu, hệ sinh dục và đường ruột. Người già hoặc người suy nhược cơ thể có thể ăn. Chỉ cần sử dụng một nắm đậu đen, bạn đã có thể cải thiện sức khỏe cho cả gia đình. Không chỉ là một bài thuốc mà nó còn được xem như một món ăn mới để tăng cường sức khỏe và bảo vệ cho thận. Có rất nhiều những thông tin hữu ích về sức khỏe sẽ chia sẻ tới bạn. Và bây giờ chúng ta cùng thực hiện. Đây là một phương pháp rất đơn giản mà bạn có thể làm ngay sau khi theo dõi video này. Ăn đậu đen rất có ích, nó giúp cho khuôn mặt của phụ nữ trở nên đẹp hơn, da dẻ hồng hào. Vì sau khi ăn loại thực phẩm này, sức khỏe của bạn sẽ trở nên tốt hơn. Gương mặt sẽ vì thế mà trở nên tươi trẻ và hồng hào hơn rất nhiều. Đậu đen sẽ giúp cho bạn hạ huyết áp cao khi ở tuổi già. Nhiều người thận yếu, bạn có thể tăng cường sức khỏe cho thận nhờ vào đậu đen ngâm giấm. Và một đôi chân của bạn cũng trở nên chắc khỏe hơn rất nhiều. Điều này rất tốt cho sức khỏe. Đây là một phương pháp được sử dụng ở Trung Quốc từ rất lâu đời. Nếu như một người đã cao tuổi hoặc cơ thể bị yếu thì nên ăn đậu đen mỗi ngày. Bạn cần chuẩn bị 100g đậu đen và ngâm với nước, ngâm trong thời gian 3 tiếng đồng hồ. Khi đậu được ngâm lâu ở trong nước, nó sẽ trở thành một loại thực phẩm khác. Đậu sẽ hấp thụ phần nước, năng lượng của nước là cần thiết để cho đậu đen trở nên mềm hơn. Đậu đen được biết đến với nhiều protein, chất xơ cũng như các dưỡng chất khác rất có lợi cho sức khỏe. Nó cung cấp nhiều loại dinh dưỡng thực vật như saponin, anthocyanin, camphoron, quercetin. Tất cả các hợp chất này đều có đặc tính chống oxy hóa. Có rất nhiều những lợi ích sức khỏe mà đậu đen mang lại cho chúng ta. Thứ nhất, đó là giữ huyết áp ổn định. Vậy uống nước đậu đen có tác dụng gì trong việc điều hòa huyết áp? Hoạt động duy trì lượng natri thấp ở trong máu là điều rất cần thiết để giữ huyết áp được ở mức bình thường. Cho toàn bộ vào tô và rửa sạch, sau đó rang thơm. Đậu đen có hàm lượng hợp chất natri thấp tự nhiên và chứa kali, canxi và magie, tất cả đều có tác dụng làm giảm huyết áp một cách tự nhiên. Bạn có biết tại sao huyết áp cao lại tăng nguy cơ đột quỵ hay không? Nguyên nhân là tình trạng cao huyết áp có thể khiến quá trình máu lên não bị gián đoạn đột ngột, các tế bào não bị chết do thiếu oxy. Đột quỵ thường có biểu hiện từ từ, có những dấu hiệu báo trước không rõ ràng, cũng có thể xảy ra đột ngột, trong đó có một vài biểu hiện thường gặp là đột nhiên bị đau đầu dữ dội, choáng váng, chóng mặt, mất tri giác, hôn mê, đột nhiên nhìn mờ hoặc nhìn nhòe, có thể chỉ bị ở một bên mắt, nói ngọng hoặc không nói được, méo miệng, sụp mí, yếu hoặc liệt nửa người, tiểu tiện không tự chủ hoặc bí tiểu hoàn toàn. Tác dụng thứ hai phải kể đến của đậu đen đó chính là duy trì sức khỏe, xương khớp. Thành phần hợp chất phốt pho, sắt, canxi, magie, mangan, đồng và kẽm có trong đậu đen đều góp phần xây dựng và duy trì cấu trúc xương cũng như sức mạnh của xương. Mà đậu đen là loại hạt rất giàu những khoáng chất này. Thứ ba đó là quản lý bệnh tiểu đường. Một số nghiên cứu đã tìm thấy những người mắc bệnh tiểu đường loại 1 ăn chế độ ăn nhiều chất xơ sẽ có mức đường huyết thấp hơn. Ngoài ra, những người mắc bệnh đái tháo đường loại 2 có thể cải thiện được lượng đường ở trong máu, lipid và mức insulin. Một cốc đậu đen 172g nấu chín đóng góp 15g chất xơ cho cơ thể. Còn chần chờ gì nữa mà không sử dụng ngay hỗn hợp như thế này. Sau khi các bạn đã ngâm đậu đen được 3 tiếng như thế này, các bạn hãy vớt ra và để ráo nước nhé. Bây giờ các bạn hãy chuẩn bị một cái chảo đế dày một chút và cho toàn bộ phần đậu đen này vào và rang chín. Các bạn sẽ mất từ 20 đến 30 phút để có thể rang chín được phần đậu đen như thế này. Bạn sử dụng phương pháp rang đậu như thế này, nó sẽ giúp năng lượng đi vào bên trong của mỗi hạt đậu được tốt hơn. Thông thường thì các bạn hay sử dụng đậu đen như thế nào? Làm các món trà, làm ngũ cốc ăn liền, nấu chè hay là nấu cùng với cơm? Hãy chia sẻ ở phía dưới phần bình luận của video này nhé! Bạn có biết lý do vì sao mà chúng ta cần phải rang đậu đen hay không? Vì lửa sẽ giúp biến năng lượng âm thành năng lượng dương. Trong đậu, khi các bạn chưa rang, nó là một nguồn năng lượng âm và khi được sử dụng nhiệt, nó sẽ trở thành một nguồn năng lượng dương rất tốt cho cơ thể. Nếu không có đậu đen thì bạn cũng có thể sử dụng các loại đậu khác, chẳng hạn như đậu đỏ, đậu xanh. Thứ tư, đó là ngăn ngừa các bệnh lý về tim mạch. Thành phần các chất trong đậu đen có chứa chất xơ, kali, folate, vitamin B6 và các dinh dưỡng thực vật trong đậu đen đều hỗ trợ cho sức khỏe của tim mạch. Chất xơ có trong đậu đen giúp giảm tổng lượng cholesterol trong máu và giảm nguy cơ mắc bệnh tim.
Nghiên cứu đã chứng minh hợp chất quercetin và saponin có trong đậu đen giúp bảo vệ tim mạch, tác dụng làm giảm nguy cơ xơ vữa động mạch và bảo vệ chống lại những tổn thương do cholesterol xấu LDL gây ra, giảm lượng lipid ở trong máu và cholesterol trong máu, ngăn ngừa những tổn thương ở tim và mạch máu. Tác dụng thứ 5 đó là ngăn ngừa ung thư. Vậy thì uống nước đậu đen có tác dụng gì trong việc phòng ngừa ung thư hay không? Đậu đen là một trong những loại thực phẩm có khả năng giúp chống ung thư vì nó có chứa 8 loại khác nhau của flavonoid. Đặc biệt, đậu đen rất giàu selen và saponin, đóng một vai trò rất quan trọng trong chức năng của enzyme gan và giúp giải độc một số các hợp chất gây ung thư, ngăn ngừa viêm và giảm tỷ lệ phát triển của khối u, ngăn chặn các tế bào ung thư được nhân lên và lây lan khắp cơ thể, ngăn chặn sự hình thành của các tế bào ung thư do đột biến DNA. Nó còn được biết đến với tác dụng hỗ trợ tiêu hóa, giảm cân, giảm những cảm giác thèm ăn khiến cho bạn cảm thấy no lâu hơn, duy trì làn da mịn màng, ngăn ngừa lão hóa. Sau khi các bạn đã rang phần đậu đen này được 30 phút rồi, hãy tắt bếp sau đó để nguội phần nguyên liệu này nhé. Bây giờ mình sẽ cần chuẩn bị sang nguyên liệu tiếp theo, đó chính là giấm táo. Giấm táo đã được sử dụng từ hàng ngàn năm trước. Từ lâu nó đã được sử dụng như một loại thuốc tự nhiên. Và giấm táo có rất ít các khoáng chất và vitamin, thực tế là không chứa calo. Thành phần chính cung cấp tất cả những lợi ích về sức khỏe cho chúng ta đó chính là axit malic. Các nhà nghiên cứu cũng khẳng định rằng axit này chịu trách nhiệm rất lớn về lợi ích đối với sức khỏe. Khi bạn sử dụng giấm táo vào buổi sáng, nó cũng có thể giúp bạn điều chỉnh được lượng đường ở trong máu bằng cách làm chậm quá trình tiêu hóa carbohydrate. Một số nghiên cứu cho thấy ACV có thể cải thiện độ nhạy insulin ở cá nhân và ngăn ngừa bệnh tiểu đường loại 2. Nó còn giúp bạn kích thích sản xuất dịch tiêu hóa để cải thiện hệ tiêu hóa được tốt hơn. Giấm táo có chứa pectin làm giảm cholesterol LDL và axit acetic, giúp cho cơ thể của bạn đốt cháy được các chất béo hiệu quả hơn rất nhiều. Hơn nữa, nó có axit malic có tác dụng kháng virus. Khi bạn sử dụng thường xuyên vào bữa ăn chính thì nó có thể giúp bạn làm giảm những cảm giác đói, giảm cân, làm dịu toàn bộ đường tiêu hóa, ngăn ngừa chứng đầy hơi, co thắt dạ dày. Giấm táo được coi là một chế phẩm sinh học. Và cùng với nó, bạn sẽ nuôi dưỡng được các vi khuẩn lành mạnh ở trong hệ tiêu hóa. Với công thức này, mình sẽ cần sử dụng 200ml giấm táo. Các bạn sẽ cho toàn bộ phần giấm táo này vào hũ và ngâm hỗn hợp này trong khoảng thời gian 7 ngày để ở những nơi tối, tránh ánh sáng trực tiếp của mặt trời. Khi bạn ngâm như thế này, đậu sẽ nhanh chóng hấp thu năng lượng và hấp thụ phần giấm vào trong mỗi hạt đậu. Và sau khi các bạn đã ngâm được 7 ngày như thế này, thì chúng ta sẽ sử dụng nhé. Mỗi ngày các bạn sẽ ăn từ 9 đến 10 hạt vào buổi sáng, thêm 9 hạt vào buổi tối trước khi đi ngủ và tốt nhất là ăn trước 9 giờ tối. Hãy pha một cốc nước ấm 200ml cùng với 10ml nước giấm ngâm như thế này uống vào buổi sáng sau khi đã ăn sáng no nhé. Bạn sẽ cần thời gian 1 tháng để có thể cảm nhận được sự thay đổi của sức khỏe. Đây là một phương pháp hoàn toàn tự nhiên và rất tốt cho sức khỏe tổng thể. Nếu như bạn là một người yêu thích phương pháp tự nhiên thì đây là một phương pháp mà bạn nên ưu tiên để sử dụng. Hãy để lại ý kiến của bạn về cách làm của phương pháp này. Ăn đậu đen ngâm giấm như thế này sẽ giúp cho bạn có giấc ngủ ngon hơn, cải thiện sức khỏe tổng thể. Một phương thuốc hoàn toàn tự nhiên để làm sạch gan. Thức uống giải độc kỳ diệu này được uống liên tiếp trong 7 ngày. Công thức này được chuẩn bị trong vòng chưa đầy 20 phút và nó còn giúp cho bạn tăng sức đề kháng, cơ thể khỏe mạnh và chẳng khi nào ốm vặt có thể đến gần bạn. Nó là một quả bom thực sự chứa nhiều vitamin và khoáng chất, chất chống oxy hóa. Nó giúp cho công việc của gan trở nên dễ dàng hơn. Các bạn sẽ uống một thìa vào buổi sáng và một thìa vào buổi tối trước khi đi ngủ. Và đến sáng ngày hôm sau thì các bạn sẽ thấy những chất độc ở trong gan sẽ được rửa sạch như nước. Hãy theo dõi video này từ đầu đến cuối. Cùng với công thức này, bạn cũng sẽ tìm thấy rất nhiều thông tin hữu ích về việc thanh lọc cơ thể. Vì vậy, chúng ta hãy bắt đầu. Nếu bạn đang tự hỏi làm thế nào để có thể làm sạch gan được trong 7 ngày mà không cần sử dụng đến thuốc từ các nhà thuốc, thì phương pháp tự nhiên này là thứ rất phù hợp với bạn. Nguyên liệu đầu tiên mình cần chuẩn bị đó chính là gừng. Mình sẽ cần sử dụng 100g gừng tươi cho công thức này. Nó là một loại thảo dược rất quý ở trong nhà bếp.
Bạn hãy chia nhỏ phần gừng này và gọt bỏ phần vỏ của nó. Chúng ta sẽ sử dụng dao hoặc là dụng cụ để gọt rau củ quả. Gừng là một công cụ tự nhiên rất nổi tiếng để giải độc gan nhiễm mỡ và làm sạch toàn bộ cơ thể. Gừng giúp bạn xoa dịu những cơn co thắt ở gan và điều chỉnh nhiệt độ của gan. Nó thực sự rất hữu ích với những lá gan đang bị tắc nghẽn, trì trệ hay hội chứng máu bẩn. Nó giúp bạn cải thiện khả năng tiết mật, đồng thời cải thiện khả năng sản sinh acid chloric của dạ dày. Bây giờ các bạn sẽ cắt nhỏ phần gừng này ra nhé. Gừng là một loại cây đã được sử dụng trong chữa bệnh tự nhiên trong nhiều thế kỷ, do đó nó được đánh giá rất cao trong y học cổ truyền cũng như y học hiện đại. Từ thời cổ đại, người ta đã biết rằng loại cây này có tác dụng giảm đau và đẩy nhanh quá trình chữa lành các vết thương do cảm cúm hay cảm lạnh gây ra. Ngoài ra, nó còn làm thức uống rất tuyệt vời để giúp cơ thể của bạn giải độc nhanh chóng. Điều này là do bản thân của gừng có chất gingerol, nó mang lại vị cay cho gừng. Nhưng nó cũng đã được chứng minh là một chất chống oxy hóa rất tuyệt vời. Nó giúp bong các tế bào chất béo ở trong gan và cho phép các tế bào này phân giải và thoát ra ngoài qua đường mật và đường tiêu hóa. Bạn sẽ để toàn bộ phần gừng này vào một cái bát và để sang một bên nhé. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang nguyên liệu tiếp theo, đó chính là tỏi. Tỏi là một thành phần rất mạnh mẽ trong hỗn hợp này. Nó sẽ làm sạch cơ thể của bạn khỏi mọi độc tố có hại. Với công thức này thì mình sẽ cần một củ tỏi. Bạn có biết rằng việc làm sạch tỏi sẽ dễ dàng hơn nếu như chúng ta chỉ cần cắt hai đầu của phần tỏi như thế này và tách chúng ra cực kỳ đơn giản. Khi nói đến việc làm sạch gan khỏi chất béo hay các chất độc có hại trong cơ thể thì tỏi là một thứ không thể thiếu. Nó giúp kích thích việc tạo ra các enzyme cần thiết giúp cho cơ thể của bạn loại bỏ tất cả các chất độc hại. Không những giúp làm sạch gan mà nó còn làm loại bom tự nhiên giúp tiêu diệt nấm, virus. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Mến chúc bạn và gia đình thật nhiều sức khỏe và an lành. Nó hỗ trợ tuần hoàn máu. Nếu thích video này, các bạn hãy chia sẻ tới bạn bè và người thân để cùng chăm sóc sức khỏe cho cả gia đình nhé. Nếu các bạn thích video này, đừng quên bấm vào nút like và nút đăng ký để ủng hộ kênh tiếp tục phát triển. Bấm vào quả chuông để nhận thông báo về video mới nhất. Hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp. Bây giờ cho toàn bộ phần tỏi này vào một cái bát và để sang một bên. Bây giờ mình sẽ chuyển sang nguyên liệu thứ ba, đó chính là hành tây. Một củ hành tây cỡ trung bình như thế này. Bạn sẽ cắt hai đầu của củ hành tây, sau đó bóc phần vỏ phía ngoài của hành tây như thế này nhé. Trong hành tây có chứa vitamin C, vitamin B, acid folic, sắt và canxi. Mỗi thành phần này đều có vai trò riêng trong việc giải độc cho cơ thể. Hành tây rất giàu selen, methionine và allicin, các dược chất quý có nhiệm vụ trực tiếp là giải độc gan. Người Trung Quốc, Ấn Độ, Hy Lạp cổ đại xưa đều biết đến rất nhiều những lợi ích quý giá của hành. Và khoa học hiện đại cũng đã chứng minh hành có chứa hàng tá các hợp chất giúp kháng khuẩn, kháng sưng viêm và tăng cường sức khỏe của tim mạch cũng như đường ruột. Bạn sẽ cho toàn bộ phần hành tây thái nhỏ vào một cái tô như thế này. Nguyên liệu tiếp theo các bạn sẽ cần chuẩn bị đó chính là nghệ tươi. 10g nghệ tươi cho công thức này. Nghệ không thể thiếu được trong các công thức giải độc gan tự nhiên. Bạn sẽ gọt bỏ phần vỏ của nghệ như thế này, sau đó thái thành những miếng nhỏ nhé. Nghệ có chứa một chất gọi là curcumin, tạo cho nó một màu vàng đặc trưng và nghệ được xem là một loại thực phẩm cực kỳ tốt cho sức khỏe. Nó có tác dụng chống oxy hóa và kháng sưng viêm rất hữu ích, ngăn chặn ảnh hưởng của các gốc tự do, điều trị các bệnh liên quan đến viêm khớp,
tăng cường sức khỏe của tim mạch, trị chứng đái tháo đường và cả những bệnh liên quan đến thần kinh. Bây giờ các bạn sẽ cho toàn bộ phần nghệ này vào một cái đĩa và để sang một bên nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đi nấu thức uống này thôi. Các bạn sẽ cho 100g gừng, tỏi, hành và nghệ đã băm nhỏ vào trong nồi như thế này. Tiếp nữa các bạn sẽ cần sử dụng 500ml nước. Cho toàn bộ phần nước này vào nồi. Đặt lên bếp và nấu trong thời gian là 20 phút. Trong khi nấu thì các bạn sẽ trộn nhẹ nó lên như thế này để cho nó không bị bám ở phía đáy nồi nhé. Trong lúc chờ đợi thức uống này thì mình sẽ đi hái thêm một quả chanh. Chanh vàng đang ra hoa rất nhiều và đây là cây chanh mà mình rất thích. Tinh dầu của nó rất thơm, đặc biệt là nó ra quả quanh năm nên nhà mình khi nào cũng có chanh để sử dụng. Bạn sẽ cho chanh vào tô và thêm nước vào để rửa sạch phần chanh này nhé. Nếu không có chanh vàng bạn cũng có thể sử dụng chanh xanh. Nhưng chanh xanh thì sẽ có vị đắng nhiều hơn một chút, nhưng tác dụng thì như nhau đấy các bạn. Các bạn sẽ cắt hai đầu của quả chanh như thế này và thái chanh thành những lát mỏng. Chanh giống như tất cả các nguyên liệu ở trên, nó có tác dụng rất tốt đối với sức khỏe và là nguyên liệu không thể thiếu khi bạn làm sạch lá gan. Nó là một loại quả rất giàu vitamin C và canxi sinh học, giúp cho cơ thể của bạn có thể hấp thụ trực tiếp được loại canxi này. Các bạn sẽ cho chanh vào một cái đĩa và để sang một bên nhé. Phần nguyên liệu sau khi mình đã nấu được 20 phút như thế này thì các bạn sẽ tắt bếp. Và bây giờ thì mình sẽ bắc nồi ra khỏi bếp và để một chút cho nó nguội bớt nhé. Mình sẽ cần chuẩn bị một cái hũ để có thể lọc bỏ được phần bã như thế này. Sau đó thì mình sẽ cho thức uống này vào một cái hũ có nắp đậy để có thể bảo quản nó được lâu hơn trong ngăn mát, tủ lạnh. Mình sẽ không đổ đầy bình mà sẽ để lại một chút để có thể thêm được chanh vào. Hỗn hợp này các bạn có thể lưu trữ trong ngăn mát, tủ lạnh và sử dụng trong vòng 2 tuần. Uống một thìa thức uống thần kỳ này vào mỗi buổi sáng sớm khi thức dậy, bụng đói và một thìa buổi tối trước khi đi ngủ. Lặp lại điều này trong vòng 1 tuần liên tiếp, gan của bạn sẽ được thải độc hoàn toàn và bạn sẽ cảm thấy tốt hơn, người nhẹ nhàng hơn, da dẻ cũng từ đó hồng hào lên rất nhiều. Cơ thể của bạn sẽ thầm cảm ơn bạn cực kỳ nhiều. Nếu bạn muốn đạt được hiệu quả mạnh mẽ hơn nữa, hãy kết hợp với 9 ngày thanh lọc gan và link thì mình để ở dưới phần mô tả của video này. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Mến chúc bạn và gia đình thật nhiều sức khỏe. Nếu các bạn thích cách làm này, hãy lưu lại và làm thử nhé. Hy vọng video này chia sẻ tới bạn những thông tin mà bạn đang cần. Nếu bạn thích video này, các bạn đừng quên tặng mình một like và một đăng ký để ủng hộ kênh tiếp tục phát triển. Hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp của mình.